Anh đừng buồn em. Anh đâu có. Em với Trung đã chấm dứt rồi. Anh biết rồi. Em thấy có lỗi với anh. Đừng quan tâm chuyện đó nữa. Anh luôn như vậy. Anh luôn ấm áp và bao dung. Anh thì lại không nghĩ như vậy. Mẹ anh luôn chê anh là người khô khan, tẻ nhạt. Và phụ nữ không thích đàn ông như vậy đâu. À, anh chỉ nói giỡn thôi, chứ anh không có ý gì khác. Anh muốn trách về em á thì anh cứ trách đi, sao phải ngại. Anh không có. Anh không có ý đó. Anh chỉ nói giỡn cho vui thôi. Anh không nghĩ gì khác. Em cũng chỉ giỡn với anh thôi. Em hiểu anh mà. Hiểu rất rõ là đang khác. Nhưng mà em không có hiền như anh đâu. Nói cho anh biết, em là một con cáo chín đuôi lận đó.